Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước mình đã lẻn tới cái cánh rừng Slenderman á, thế nhưng mình lại bị những cái con Daraku nó dí các bạn à. Hình như là bị dí tới 3 lần hay sao á. Và mình đã rất là khó khăn mới có thể bảo toàn được cái bộ giáp này á. Nên là hôm nay chắc là mình sẽ có một ngày ở nhà các bạn ơi. Đi đêm có ngày là gặp chuyện á, nên là mình hạn chế nhất có thể ha. Và hôm nay mình cũng tiếp nhận được một ý kiến mình nghĩ cũng rất là hay. Đó chính là mình sẽ làm cái căn cứ hoặc là một cái căn hầm trú ẩn. Mình nghĩ căn hầm nó sẽ thích hợp hơn á các bạn. Tại vì bây giờ cái căn cứ mình nè, bạn thấy rồi đó, thỉnh thoảng vẫn không có an toàn ha. Nên thôi, làm một cái căn hầm bí mật mình nghĩ cũng sẽ ok á. Và căn hầm này thì mình sẽ cho nó có cái lối đi từ khu vực cái giường của mình đó, đi dài xuống lòng đất. Không biết là có ok la không nữa. Nhưng mà mình cứ làm trước đi các bạn. Rồi có gì trong quá trình làm mình sẽ chỉnh sửa lại sau ha. À mà bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit thì cũng có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có để dưới phần bình luận á. Giờ thì Lộc tranh thủ Lộc đào lẹ coi. Với cả là nhớ cắm đuốc thêm nha. Chứ mà đào cho to lên rồi không cắm đuốc, chẳng khác gì là mời gọi mấy con quái nó xuất hiện trong này hết trơn á. Ok, đào tới đây thì mình thấy cũng tương đối là đủ để chúng ta có thể bắt đầu làm cái căn cứ ở dưới lòng đất rồi đó. Giờ thì mình sẽ lên trên để chúng ta bắt đầu chế tạo cánh cửa cho căn cứ của mình. Mình sẽ cần một ít redstone kết hợp với iron blade giống như vậy để tạo ra cánh cửa an toàn ha. Cái này thì có vẻ nó khá là to so với cái cánh cửa hiện tại của mình đó. Và thử coi. Ủa, cái này đặt sao ta? Đây. Mình đặt được rồi các bạn ơi. What the heck? Ui, nó bự thiệt. Đây. Wow. Hơi bị chắc chắn nha. Ok, sau này có biến gì lớn là mình sẽ chui xuống đây đóng cửa này lại là chắc cú luôn á các bạn ơi. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mở rộng ở phía bên trong của cái căn cứ của mình ha. Hiện giờ thì cái tầng hầm này nó sẽ có độ rộng là tương đối bự hơn so với cái nhà ở của mình ha. Chắc là mới mốt là mình sẽ dời bớt đồ từ trên xuống dưới này á các bạn ạ. Nhưng mà đá không thì trông nó không được đẹp ha. Mình sẽ thêm vô đây một ít gỗ đi. Rồi một tí nữa mình sẽ làm một cái chỗ để mình có thể quan sát ở phía trên. Tại vì hồi nãy mình đỏ chừng á thì chỗ này nó cũng không cách ở phía trên là bao các bạn ạ. Nếu như mình tính không nhầm thì là nó sẽ dẫn tới ngay đây luôn nè. Từ từ để coi coi có phải không. Ui chuẩn luôn các bạn. Vậy là mai mốt mình có thể làm cái đường thông gió ở đây. Ơ nhưng mà khoan, ủa mình làm cái chỗ này để trốn mấy con quái vật mà sao thông gió chi ta? Thông gió là nó thông xuống đây nó quất mình sao nhờ. Ừ ha, vậy thì lắp thủy tinh ở trên thôi các bạn ơi. Chứ thông gió thì nó hơi căng ha, chứ không an toàn như cái dự kiến ban đầu của mình á. Rồi giờ thì bắt đầu chỉnh sửa chỗ này cho nó trông đẹp hơn thôi. Ê nhưng mà không biết cái kính này, ê bọn quái vật nó đập được không trời. Ừ ha, mình cũng chưa rõ nữa các bạn ơi. Ui. Thôi. Tranh thủ lắp lẹ đi. Chắc cũng không tới nổi nào đâu các bạn. Đó, cái lỗ thông gió. Ở lộn, cái lỗ ngắm cảnh của mình thì nó sẽ cỡ cỡ như vậy. Lúc đầu mình tính làm cho nó nhỏ nhỏ nhưng mà thôi, lỡ rồi làm cho nó to to luôn các bạn. Giờ thì mình sẽ bắt đầu ốp sàn gỗ ha. Rồi thay cái phần nóc nữa, nhìn cho nó đỡ thô hơn là chúng ta có thể bắt đầu sử dụng được cái tầng hầm này rồi. Ok, vậy là xong phần sàn rồi nè. Nhìn nó đỡ. Ê, vừa xong phần sàn cũng là lúc con, cái con đó là con Yeti nó tới các bạn ơi. Oh my gosh. Yêu con. Cái lớp kính này nó không có thể phá vỡ được các bạn ơi. Mày vô mình vậy. Trời, con Yeti này cũng căng lắm nha. Lúc trước nó từng hay dí mình trong mấy cái cánh rừng đó các bạn. Bữa nay nó xuất hiện cái cả ban ngày luôn à. Hay là tại ban đêm mình đi ngủ trễ cái nó xuất hiện ta. Rồi tới giờ nó vẫn còn. Người dám lắm á. Thôi kệ nó đi, cho nó nhìn mình đi. Mặc dù nhìn nó hơi sợ thì, nhưng mà ít ra nó cũng không có đụng vô được cái người của mình ha. Khi mà mình đang ở dưới cái tầng hầm bí mật này. À không, giờ nó hết bí mật rồi. Nãy giờ làm việc cũng nhiều á, nên là mình nghĩ là mình nên sửa lại dụng cụ của mình đi ha. Cho nó hồi độ bền lại. Cái súng sao? Ồ, cái súng có thể enchant được luôn.
Mặc dù mình còn có 3 viên đạn rồi các bạn, nhưng mà thôi anh cho anh đi, biết đâu dùng nó lâu hơn thì sao. Và sau khi hoàn thành thì Oh no. Ủa tại sao? Ủa mình có cắm đuốc mà sao con Man from the Fog nó lại xuất hiện ở dưới được? Ủa? Ê! Nhưng con này nó chỉ có 10 máu thôi các bạn ơi. Hả? What? Từ từ. 10 máu mà bài đặt cà khịa căn cứ của mình. Ngu dọ mình. Hả? Hello? Làm tôi sợ man. Ôi, con này nó đơ luôn rồi. Ủa? Hình như con này là ảo ảnh thôi các bạn ơi. Nhưng mà vấn đề là tối nay thì mình không ngủ được đâu. Bởi vì ơi, bởi vì hôm nay là đêm trăng máu mà. Ôi không. Căng rồi. Ý. Nó đã Ui, tí nữa là toàn rồi các bạn ơi. Mình có saber, ổ lộn, mình có rapier. Mình sẽ dùng trích lõ để mình đánh nó. Tính ra mình có cái tầng hầm này cũng lợi lắm các bạn ơi. Mình có thể dễ dàng tẩu thoát trước những con quái. Ui no, có điềm thiệt sự, mới làm cái tầng hầm mà đã là đêm trăng máu rồi. Bữa giờ đâu có đêm trăng máu gì đâu. Kỳ vậy ta. Ê, kia là con gì vậy? Distant One. Lại thêm một sinh vật bí ẩn khác xuất hiện ở cái khu vực của mình rồi. Nó có tấn công mình không vậy? Hello? Ê, nó không tấn công mình các bạn ơi. Mình thử tấn công nó. Được không? Hả? Mình bắn một cái là nó biến mất rồi. What? Ê, quên. Đừng ra ngoài. Hãy ở yên trong nhà. Mình có camera mà ta. Theo dõi camera thôi. Kìa. Tôi đứng ở ngay cái lỗ thông gió cái căn cứ của mình. Hiện giờ thì mình thấy có vẻ là mọi thứ an toàn rồi đó các bạn ạ. Không còn sinh vật bí ẩn nào khác á. Nhưng mà em ngựa để ngoài mình không an tâm lắm các bạn ơi. Chắc là mình sẽ mang em ngựa xuống tầng hầm bí mật á. Để có gì dễ dàng bảo vệ em không? Còn không thì để em trong này với em nâu cũng được. Ở dưới thì nó hơi ngợp á. Ok, mọi thứ vẫn ổn chứ. Kiểm tra tầng hầm lại. Ôi giờ mỗi lần xuống tầng hầm là phải kiểm tra kỹ nha. Ê, có điểm nữa hả? Cái gì vậy? Liên tục gặp ảo ảnh các bạn ơi. Và bên này mình nghe tiếng của cái con gì nữa. Giờ trăng máu nên là mình không có dám làm liều. What? Ủa đằng kia có sinh vật gì nữa kìa. Ủa, trước sân nhà mình cũng có quái vật rồi. Ê, cái con gì mà bốc lửa đỏ phía bên ngoài vậy? What? Đó là Slumbering Old Man. Ấy. Ủa, nó đi đâu rồi? What the heck? Ngay trên nóc nhà của mình cũng có quái vật luôn. Căng rồi. Oh no, cái đêm đăng máu này không ổn rồi các bạn ơi. Nó đứng ở bên ngoài. Slumbering đứng bên ngoài kìa. Có lẽ nào Hero Pride dụ Slumbering tới đây không vậy? Ê, sao mình nghi lắm nha. Kìa.
Eo no. Bây giờ mình có nên làm liều không các bạn? À vậy á, theo như mình có tìm hiểu sơ qua thì slumbering á là một con người vô tình bị dính đến cái lời nguyền gì đó rồi mới trở thành hình dạng này nè. Và một phần là chắc là do Herobrine dẫn tới đây chứ không đâu đó. Bữa giờ slumbering đâu có kiểu lén phén lại cái hàng rào nhà mình bao giờ đâu. Lạ thế. No no no. Ở gần quá không an toàn các bạn ơi. Chắc mình xuống tầng hầm tí đi. Né né mới được. Ổn chứ. Ok, không có sinh vật nào dưới tầng hầm hết. Ê, ý là mình cắm đuốc rồi thắp đèn các thứ rồi đó. Mà vẫn có quái xuất hiện ở dưới này nhờ. Công nhận. Ở trong From the Fog này á, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối hết các bạn ơi. Quan sát camera tiếp. Oh, Slumbering Omen đã biến mất rồi. Chứ còn Hero. Ý. À không, Slumbering Omen dịch chuyển qua bên kia chứ chưa biến mất đâu. Cứ cơ. Không được. À mấy con chó này, nó dám xuất hiện ngay ở phía sân nhà mình. Mình sẽ chơi lớn với nó luôn. Gần trời sáng rồi. Bụp nó các bạn. Nhà mình mà nó dám lại đây hả? Lại đây. Ui trời. Lại đây. Đợi đây. Một con. Con thứ hai. Xử luôn. Ui. Ê. Ê. Ui. Ui mày thế. Kẻ sát nhân đã biến mất rồi các bạn ơi. Ok. Vậy là chúng ta đã thành công. Sống sót qua một cái đêm trăng máu rồi. Hên quá, chiến thuật núp của mình có vẻ phát huy công dụng các bạn ạ. Ancient Distant One. Ui, tại sao? Tại sao thực thể này lại xuất hiện gần nhà mình? Ok. Biến mất rồi. Mẹn đất ơi. Một đêm vừa rồi có vẻ rất là kinh luôn á. Đã vậy tên Herobrine còn xuất hiện gần nhà mình nữa cơ. À, ghét không? Được lắm, rồi sẽ có ngày mình triệu hồi hắn ra, sanh chính với hắn một trận mới được. Để chấm dứt mọi chuyện mới được các bạn ơi. Chứ như vậy hoài cũng hơi bị khó chịu đấy. Ok, giờ thì mình sẽ tranh thủ sắp xếp một ít đồ dưới cái khu vực tầng hầm của mình ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lên đường đi khám phá một tí, chứ ở nhà hoài cũng hơi tù túng á. Trước khi đi thì có thể là mình sẽ chế tạo thêm một cái nón các bạn ơi. Bởi vì cái nón của mình đã bị phá vỡ ở trong tập trước mất tiêu rồi. Đây, làm lại cái nón bằng vảy của cái con xúc tua đá ha. Ok. Ngoài ra, mình cũng sẽ mang thêm một thứ có tên là Chain of Nullification. Cái này thì nó sẽ có công dụng giống như là phá giải cái lời nguyền của Daraku gì đó. Để coi hôm nay mình có giúp được cái sinh vật gây rợn đó hay không ha. Mặc dù hôm qua là sinh vật đó đã bán hành cho mình rất là nhiều. Nhưng mà thôi, cứ trả thù qua trả thù lại thì biết khi nào mới chấm dứt ha. Nên là mình sẽ chọn cái biện pháp hòa bình đi các bạn. Giờ thì lên đường thôi các bạn. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Con gà này bị Herobrine nhập các bạn ơi. Đi chỗ khác. Nhìn cặp mắt đó là mình không ưa nổi luôn á. Trên đường đi mình còn gặp một cái khu vực Ủa sao cái này quen ta. Ôi đúng rồi các bạn ơi. Oh no. Mình lỡ nghịch dại rồi. Ơ kìa. Daraku. Bình tĩnh Daraku. Bình tĩnh. Ui da. Ê con Yeti nữa. Ui không. Ấy. Mình toang rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Ý, cố lên người. Trời đất ơi. Sao mà nhỏ tới vậy? Ý. Mình vô tình đạp phải cái tấm áp lực mà nó thay đổi thời tiết được các bạn ơi. Và cái kết là còn bị dí nữa chứ. Ủa sao hồi nãy mình dùng cái Chain of Nullification này á, không có tác dụng ta. Hả? Mình không thể thanh tẩy được
Daraku à? No. Chẳng lẽ cắm đầu cắm cổ chạy như vậy hoài sao? Ủa đằng kia là con gì? Ê! Slumbering old man. No no no. Chạy. Chẳng lẽ chạy tới ngày mai luôn á trời. Ấy. Ôi trời. Tí nữa lọt khó rồi. Thôi được. Chạy hoài thì không phải là cách. Đối diện thôi. Nào, bình tĩnh. Ê, sao mình dùng cái này lên người Daraku nhưng mà không được các bạn ơi. Mình cũng muốn thanh tẩy cho Daraku lắm. Nhưng mà nó không có tác dụng. Đây. Ai. Căng rồi. Bắt buộc phải chiến đấu rồi đó. Phải ăn thêm táo vô. Phải có táo đánh nhau mới lợi Daraku các bạn ơi. Cái Daraku out trên mình lắm. Cực kỳ mạnh luôn. Yêu. Mày nó ơi. Bình tĩnh. Ê. Ui, biến mất rồi. Oh. Ui, sao hồi nãy không biến mất sớm xíu đi. Nữa. Aerobrine nữa hắn xuất hiện là có điềm rồi các bạn ơi. Thiệt sự luôn á. Ui. Tính ra hên thiệt. Hồi nãy mình vẫn chạy kịp. Ê. Ê, con Midnight Lurker. Con đó nó không dí thì thôi. Nhưng mà nó dí là rất là nhanh nha. Ê, nó dí. Mình chạy trước các bạn ơi. Kệ nó. Ê. Ở dưới có Slumbering Omen kìa các bạn. Còn bên này là con gì nữa vậy? Ê, ngựa đâu rồi? Ui, ngựa sợ hả cưng? Đừng sợ. Anh sẽ bảo kê cưng. Ê, cái con này nhìn nó ghê thiệt các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ nó không có dí mình. Thôi kệ. Nó không dí là được. Mình tập trung đi khám phá thôi. Yêu. Ê, lại có thêm Slumbering Omen ở đây. Nếu mà mình không thanh tẩy được Daraku trước thì... Nó tới. Man from the fog. Oh no. Ui da. Ui, nó đánh mình. Ê, con này khác cái con lần trước xuất hiện ở cái tầng hầm nhà mình các bạn ơi. Con này là cái con mấy trăm máu nè. Y. Nó đánh cái khiên mình mau hư quá. Ăn táo vô. Ui, khô máu với nó luôn. Ê. Nó gì? Bán ngày mà. Ok. Mình vẫn sống sót các bạn ơi. Trời đất ơi. Căng thiệt sự. Ở đây Slumbering còn không? Ôi, Slumbering Omen đã biến mất rồi. Tại vì mình tính dùng một cách, đó chính là dùng đoạn tâm lý các bạn ơi. Dùng những cái món đồ liên quan để mình thanh tẩy cho Slumbering Omen á. Ở đây chúng ta có một cái bức tranh, ở bức ảnh gì đó. Và nếu mà mình nhìn kỹ vào bên trong bức ảnh đó thì chúng ta sẽ thấy được trong hình ảnh này đó, thì có hai người ha. Một người bên phải có cái sừng nè, mình nghĩ đó là Slumbering Omen đó. Còn bên trái thì mình chưa rõ. Mình sẽ dùng cái này để coi có khôi phục trí nhớ cho Slumbering Omen được hay không á. Nhưng mà nãy giờ thì mình đã vượt mất một cơ hội rồi. Thôi không sao. Một xíu nữa mình mà gặp thì mình sẽ thử coi có tác dụng hay không ha. Còn giờ thì tranh thủ đi khám phá, tại vì nó còn trời sáng á các bạn. Chứ đợi trời tối là cực kỳ nguy hiểm luôn, giống như khi nãy vậy đó. Ừ. Cái gì đây? Ủa, ban ngày ban mặt mà. Vừa ở đây mình thấy có một cái công trình gì nè các bạn. À, mình nhớ rồi, công trình này lúc đầu mình hay gặp. Có rương luôn. Cái gì đây?
Nhưng mà mới lên trên đã gặp Skin Stalker rồi các bạn ơi. Oh no. Ây da. Cái con này là một trong những con cực kỳ nguy hiểm nha. Được rồi, mình sẽ khô máu cho nó luôn. Tại vì lượng đam mình thấy là có vẻ là mình có thể hạ được nó các bạn ơi. Cái khiên, cái khiên. Ok. Ây da. Nó cứ gình gình úp sọt mình á. Bực thiệt sự luôn á. Ok, kệ kệ đi. Mình đã quá quen với cái việc là bị hù giống như vậy rồi các bạn ạ. Từ bữa tới giờ, một xíu nữa mình phải tập trung hơn mới được. Chừa chừa để mình kiểm tra trong đống bí ngô này có trái bí nào lạ lạ không nha. Tại vì ngoài những cái sinh vật bí ẩn khác ra, thì trong những trái bí ngô thỉnh thoảng cũng có sinh vật bí ẩn đó các bạn ạ. Nói chung thì trong này có nhiều thứ đáng để chúng ta phải để ý lắm á nha. Oh, oh my god. Mình đã gặp lại Slumbering Old Man rồi các bạn ơi. Ê, con Yeti nữa. Bây giờ mình sẽ chủ động lại gần Slumbering Old Man xem. Nói chuyện đi. Được không? Ok. Ê. Được rồi các bạn ơi, mình đã đưa được cái bức ảnh kia cho Slumbering Old Man rồi. Ấy, nhưng mà đồng thời mình đang bị cái con Yeti này nó dí. Oh no. Ui. Ui không, ui không. Mình sắp không ổn rồi. Ây da. No. Tại sao lại dí cắn vậy? Ui, Slumbering Old Man đang nói gì với mình á? Từ từ. Quá trời nói luôn rồi. Quá thiệt. Vậy là có câu chuyện ở đằng sau Slumbering Old Man đó nha. Ủa? Ấy, hình như mình đã thành công, kiểu như giải đáp được cái câu chuyện của Slumbering Old Man rồi. Ủa? Ê, con Yeti. Ủa, con Skin Stalker. What the heck? Oh no. Không ổn rồi. Mình cần chạy, mình cần chạy. Ui, ngựa mình đâu ta? Hả? Slumbering Old Man đã xuất hiện rồi. Ui no. Mình cần tìm ngựa của mình. Ôi, em ngựa của mình chẳng lẽ bị con nào nó ăn thịt rồi sao? Ôi không. Hình như mình mất ngựa thiệt rồi các bạn ơi. Mình đã đi hết cái khúc này luôn mà vẫn không gặp ngựa. Trời ơi. Có đúng một em ngựa cưỡi thôi mà mình cũng để mất cho được. Ây. Ủa, bình thường mình thấy mấy con kia nó đâu có tấn công ngựa đâu ta. Mà sao bữa nay nó lại tấn công ngựa trời. Kỳ lạ thiệt. Thiệt sự rồi các bạn à, mình đã mất ngựa thiệt rồi. Mình tệ thiệt chứ. Đã vậy còn bị dí nữa. Thôi, tha đi. Ta đủ rậu rồi. Ở đây cũng không có luôn. Nhưng mà mình nghĩ là không có đi lạc xa tới vậy đâu các bạn ơi. Vậy là mình đã mất em ngựa thiệt rồi. Lúc nãy chắc mình mãi để ý Slumbering Old Man quá đó. Lỗi mình chứ ai nữa. Ai... Thôi đi về nhà trước đi. Rồi chúng ta sẽ coi lại coi vừa rồi diễn biến câu chuyện của Slumbering Old Man là cái gì ha. Ban đầu khi mà mình mới đưa bức ảnh á thì mình đang định coi lại cuộc hội thoại thì trời ơi, Slenderman. Ủa, Herobrine hắn nhìn điểu mình các bạn ơi. Rồi hắn biến mất rồi. What the heck. Rồi trở lại với câu chuyện của Slumbering Old Man ha. Khi nãy mình đưa cho bức hình á thì Slumbering Old Man hơi bất ngờ ha, kiểu thắc mắc đây là cái gì mà những người trong hình thì trông rất là quen thuộc ha, làm sao mà Slumbering lại có thể quên đi được ta. Lỗi lầm tồi tệ nhất của tôi đã mất kiểm soát và đẩy những người thân nhất của mình ra xa. Tôi chưa bao giờ có cơ hội xin lỗi về cách tôi đã hành động. Bây giờ các em tôi sẽ nhớ về tôi. Ê, cái gì á?
Ê, từ từ. Trời ơi, người ta đang đọc cái cuộc tâm sự của Slumbering Old Man mà. Thiệt tình. Trở lại nào. Ơi cái khúc xin lỗi đúng không? Bây giờ các em tôi sẽ nhớ về tôi là nỗi đau mà tôi đã gây ra cho họ. Cái chết của cha mẹ đã ảnh hưởng lớn đến tất cả chúng tôi. Tôi không nên ích kỷ như vậy. Tôi đoán theo một cách nào đó, tôi cũng đã trút giận lên con người bạn, lên con người. À, tức là hồi nãy mình bị Slumbering, cũng như lúc trước á, bị dí là do Slumbering tức giận á các bạn à. Tôi xin lỗi vì điều đó và mọi rắc rối tôi đã gây ra cho bạn. Và cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tỉnh ngộ. À, tức là nhờ cái tấm hình mà mình đưa các bạn thì Slumbering đã kiểu như giác ngộ các bạn ơi. Trời đất. Rồi sau đó Slumbering đã đưa cho mình cái món đồ này nè. Và nói rằng tôi biết đó không phải là gì cả, nhưng hãy xem như đó là một biểu hiện của lòng biết ơn của tôi. Bạn cần thêm gì không? Trời ơi, tôi cần trả lại em ngựa được không? Tôi đã mất đi em ngựa rồi. Oh no. Trời ơi, thì ra Slumbering Old Man kiểu như... Slumbering Old Man kiểu như quá là tức giận về cái sự ra đi đột ngột của ba mẹ các bạn. Thế là bị không biết sao nữa biến hình thành cái hình dạng giống như mình từng gặp á. Và sau khi giác ngộ thì đã đưa ra cho mình một cái món đồ như vậy. Và sắp tới, nhiệm vụ của mình là sẽ thử coi có cách nào để giúp Slumbering Old Man trở về hình dạng ban đầu hay không á. Hình dạng mà trong cái bức hình đó các bạn. Sắp tới nhiệm vụ của mình có vẻ là sẽ trông gai hơn đây, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng á. Chỉ có điều hơi buồn á là hôm nay mình đã mất đi cái em ngựa đầu tiên rồi. Thiệt sự luôn á, nãy mình mãi mê lo nói chuyện và quan sát Slumbering Old Man quá. Hy vọng là sắp tới chúng ta có thể tìm được một em ngựa cực kỳ tốt giống như em xám của mình ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình phá giải lời nguyền cho những sinh vật kỳ dị trong thế giới From the Fog này. À, mà bạn nào có nhu cầu mượn Roblox, Love Group và Game Pass thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.